Chào mọi người, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận về thị trường trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 3 năm 2024. Phiên hôm nay là một phiên giảm với mức 6 điểm mà thôi, nhưng mà nó lại rộ cho chúng ta một vấn đề rằng liệu thị trường đang tạo hai đỉnh hay đây chỉ là một nhịp trả điểm cho một phiên tăng 21 điểm vào ngày 13 tháng 3. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Trước khi bước vào nội dung chính của video, nếu mọi người thấy video hay và hữu ích, đừng quên để lại cho kênh Ichimoku Việt Nam một subscribe, cho video của em một like. Và có bất kỳ câu hỏi nào, mọi người hãy đừng ngần ngại mà để lại phần comment. Còn không, mọi người hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Em có thể hỗ trợ cũng như tư vấn mọi người một cách nhanh chóng và một cách hiệu quả. Rồi, bước vào nội dung chính của video. Đầu tiên chúng ta sẽ tổng quan thị trường trong phiên dịch ngày hôm nay. Thị trường hôm nay giảm 6.25 điểm, giảm đâu đó là 0.5%. Thanh khoản thì đạt là giá trị 28.000 tỷ, sắp xỉ 28.000 tỷ. Đây là một mức thanh khoản cao nhưng mà nó lại không quá nổi bật. Cái mức thanh khoản 28.000 tỷ này thì được đánh giá là một mức thanh khoản chỉ ở mức là trung bình trong đâu đó là 3 tuần gần đây, thì đây là một mức thanh khoản không quá nổi bật với thị trường thời điểm hiện tại. Việc mà thanh khoản duy trì ở mức cao nhưng mà không quá nổi bật trong thời điểm hiện tại thì một phần nào đó nó cũng mang đến một cái dấu hiệu tích cực rằng thị trường chưa có dấu hiệu bán tháo. Thì cái nhịp giảm điểm ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể view theo hai chiều hướng. Một là nó sẽ bắt đầu tạo mô hình là hai đỉnh như tháng 8, tháng 9 năm 2023. Đây. Hai là đây chỉ đơn giản là một nhịp test lại trước khi có một đà bật tăng ra khỏi vùng 1280 và tiếp tục đi lên. Thì cả hai đều vẫn đang còn duy trì được cái luận điểm của mình, cũng như cả hai vẫn hoàn toàn sẽ có thể xảy ra bởi vì cái phiên giảm điểm ngày hôm nay chưa nói lên được bất kỳ điều gì cả. Vùng hỗ trợ quan trọng của chúng ta vẫn là vùng 1255-1256. Nếu thủng qua vùng này thì dường như thị trường sẽ xác nhận rằng thị trường sẽ có khả năng tiếp tục điều chỉnh về cái vùng sâu hơn. Nhưng mà ở trong giai đoạn hiện tại thị trường vẫn đang tương đối là phân vân. Việc phân vân ở đây là nó đang ở duy trì ở mức cao. Nhóm ngành ngân hàng như em nói vẫn là nhóm ngành đang có một nhịp điều chỉnh trở lại. Đây, hầu như các nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay đều đã có một nhịp quay đầu điều chỉnh. Việc mà nhóm ngân hàng quay đầu điều chỉnh chắc chắn sẽ tạo ra một cái áp lực bán rất lớn và một áp lực mà thị trường giảm điểm là rất cao. Vì vậy, nhịp giảm điểm này hiện tại vẫn được coi là một nhịp giảm điểm bình thường, chưa xác nhận bất kỳ vấn đề nào cả. Rồi, chúng ta view vào các nhóm ngành ngày hôm nay. Ngày hôm nay, ngoại trừ nhóm ngân hàng hầu như đều có một cái nhịp giảm tương đối sâu trên 1%, và nhịp giảm này thì vẫn như các nhịp giảm trước, nó vẫn duy trì ở mức thanh khoản trung bình và không quá cao. Thì đây có thể là một cái dấu hiệu mà tương đối tốt cho thị trường thời điểm hiện tại, bởi vì nhóm ngành ngân hàng hiện tại thì chưa có một cái áp lực bán quá lớn. Ngoại trừ nhóm ngành ngân hàng thì sáng hôm nay ta phải kể đến nhóm ngành là chứng khoán. Nhóm ngành chứng khoán tiêu biểu là cổ phiếu VIX có một cái đà bật tăng rất tốt ngay từ phiên sáng. Nhưng mà ở phiên chiều ấy, không chỉ là cổ phiếu VIX mà hầu như các cổ phiếu khác trong nhóm ngành chứng khoán đều có một nhịp là áp lực bán trở lại. VCI, SI, VND, FTX, CTX, ORS này, VDX, MBS hay HCM đều xuất hiện một cái áp lực bán tương đối cao, ngoại trừ hôm nay có cổ phiếu SHS vẫn duy trì được mức tăng là 3%. Đây là một cổ phiếu mà dường như nó đã xác nhận là phá vỡ cái mô hình tích lũy của mình, cũng như là thoát ra rũ sông Hàn và thoát ra khỏi cái mô hình giá của mình rồi. Việc nó bứt lên khỏi vùng giá là 18.8 đã có khả năng sẽ mở ra một cái cơ hội mới cho cổ phiếu SHS trong khoảng thời gian sắp tới. Bên cạnh nhóm chứng khoán thì ta phải kể đến nhóm cổ phiếu dầu khí, là một nhóm có duy trì được một sắc xanh rất tốt trong ngày hôm nay. Tiêu biểu BVT là một cổ phiếu đã bật tăng trần, BVC, BVS, BVD, GAS, BSR và hầu như các cổ phiếu trong nhóm dầu khí đều duy trì được một sắc xanh tương đối ổn định. Thì nhìn qua nhìn nhận thị trường trong phiên là sáng nay ấy, em có gửi mọi người nhận nhận thị trường thì em có nói rằng là cái phiên tăng hôm qua là một phiên mà thị trường dường như là đảo chiều trong mặt ngắn hạn, nhưng mà ở mặt ngắn hạn mà thôi, khả năng tăng của thị trường vẫn sẽ còn tiếp diễn. Nhưng mà điều cần thiết để thị trường có một nhịp tiếp diễn tăng đó là việc thị trường phải giữ được cái dòng tiền lan tỏa như ngày hôm qua, và cũng như nhóm ngân hàng cần phải duy trì được mức điểm hiện tại, có nghĩa là không điều chỉnh quá sâu. Thì việc mà nhóm ngân hàng không điều chỉnh quá sâu ấy thì nó sẽ giúp cho cái thị trường chung của chúng ta sẽ đỡ cái áp lực giảm điểm là rất lớn. Bên cạnh đó,
việc mà dòng tiền giữ được cái dòng tiền lan tỏa như ngày hôm qua có nghĩa rằng là chúng ta vẫn sẽ thấy được các nhóm ngành, nhất là nhóm midcap, vẫn có sự lan tỏa và tăng đồng đều ở tất cả các cổ phiếu. Thì điều này sẽ xác nhận một cái rằng là dòng tiền nó đang có sự tham gia và quay trở lại một cách rất mạnh mẽ. Nhưng mà trong phiên hôm nay thì chúng ta dường như thấy điều đó xảy ra là rất ít. Về phân tích thị trường vào các phiên sắp tới, thì thị trường trong phiên sắp tới, như em nói, phiên giảm hôm nay vẫn chưa xác nhận bất kỳ một điều gì cả. Vùng hỗ trợ của chúng ta vẫn là vùng 1255. Nhưng mà nếu thủng 1255 thì khả năng rất cao thị trường của chúng ta sẽ xác nhận là tạo mô hình hai đỉnh và tiếp tục giảm điểm về sau. Và nhịp giảm điểm này nó sẽ đến một cách rất bất ngờ và giảm điểm rất sốc. Vì thế mọi người trong thời điểm hiện tại không nên quá chủ quan với thị trường chung, cũng như cần phải bảo toàn cái tài khoản của mình và không nên quá FOMO thời điểm hiện tại. Việc mà mọi người lựa chọn cổ phiếu đánh T cộng hiện tại là vẫn có khả thi. Để mà lựa chọn cổ phiếu đánh T cộng ấy, thì mọi người ưu tiên tham gia các cổ phiếu vừa break, các cổ phiếu vừa có một nhịp break cũng như là chưa tăng quá nhiều. Bên cạnh đó, nhịp break này nó sẽ xác nhận một cái xu hướng tăng của cổ phiếu mà mọi người muốn tham gia T cộng. Nhưng mà lưu ý rằng mọi người không nên FOMO quá nhiều trong thời điểm hiện tại. Phiên hôm nay em có gia tăng thêm đâu đó là tỷ trọng lên 70%. Nhưng mà nhịp gia tăng thêm này nó dựa trên điều rằng em đã có 30% trước đó và hàng đã về. Vì thế việc gia tăng thêm trong phiên hôm nay là một điều hoàn toàn bình thường, bởi chúng ta vẫn sẽ có một cái biên an toàn vào đầu tuần sau nữa. Vì vậy chưa có gì đáng phải lo. Rồi phân tích thị trường về các phiên sắp tới. Để mà chúng ta nói rằng thị trường hiện tại là tăng hay là giảm thì sẽ tương đối khó, bởi vì trong thời điểm hiện tại thị trường diễn biến tương đối phức tạp. Thì một điều mà chúng ta có thể nói được rằng ấy, chúng ta cần phải là quản trị rủi ro cũng như là cẩn trọng về mặt thị trường. Thì một điều đơn giản nhất, nếu mọi người thấy thị trường bứt ra khỏi 1255 và tiếp tục giảm điểm thì đó đồng nghĩa với việc mọi người cần phải nên cơ cấu cái danh mục của mình, ít nhiều gì cũng phải nên thoát bớt một phần hàng. Bên cạnh đó, các khả năng bật tăng của thị trường là vẫn còn. Thị trường vẫn sẽ còn có khả năng bật tăng nếu bứt khỏi 1280, và việc bứt khỏi 1280 này thì trước mắt nó sẽ cần phải bứt tốt nhất là trong phiên ngày mai. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mọi người nhìn vào trong khung này ấy, thì phiên hôm qua, phiên ngày 13 tháng 3 là một phiên tăng điểm tới tận 21 điểm kèm với sự lan tỏa rất mạnh mẽ. Cái việc mà ngày hôm qua thị trường có một nhịp lan tỏa lớn thì cho thấy rằng phần nào đó là phiên hôm nay khi thị trường rút chân trở lại là một phiên test trở lại về cái vùng hỗ trợ. Vậy thì sau cái phiên test hỗ trợ này thì đẹp nhất là phiên ngày mai, ngày 15 tháng 3, thị trường cần phải có một nhịp break thực sự ra khỏi 1280, thì khi đó chúng ta mới có thể xác nhận rằng thị trường vẫn sẽ tiếp tục đi lên vùng 1332. Còn nếu không ấy, thị trường không chấp nhận là một nhịp break thì chúng ta sẽ có một vùng EMA mỏng ở đâu đó ngày 20 tháng 3, thì cái vùng EMA mỏng này sẽ có tác dụng là hút giá cũng như là hoàn toàn sẽ đưa cái mức giá của chỉ số VN Index xuyên qua vùng này và hướng xuống. Thì đây sẽ là một cái dấu hiệu cũng như là một cái rủi ro khiến cho thị trường có thể tạo ra mô hình hai đỉnh. Còn trước với view hiện tại thì khả năng rất cao thị trường sẽ sideways ngắn hạn trong vùng này trước khi chọn hướng đi phù hợp cho mình. Bởi vì hiện tại sau cái phiên ngày hôm qua, ngày 13 tháng 3 thì chúng ta vẫn đang còn một cái dư địa là tương đối ổn định, và mọi người tham gia T cộng trong phiên ngày hôm nay thì em đánh giá là vẫn tương đối an toàn, không có vấn đề gì đáng phải lo trong thời điểm sắp tới. Về mặt chính sách thì chúng ta dường như chưa có một sự thay đổi quá nhiều về mặt chính sách. Phiên hôm nay thì có họp để giải quyết vướng mắc cho nhóm ngành bất động sản, nhưng hầu hết thì cũng không có tác động nào quá lớn, khi mà nhóm bất động sản thì dường như phản ứng không quá tích cực với cái thông tin này. Việc mà ngân hàng nhà nước tiếp tục hút tín phiếu về ấy và hút tiền thì đồng nghĩa với việc là áp lực chung của thị trường của chúng ta trong thời điểm hiện tại là vẫn còn và vẫn còn rất lớn. Vì vậy, mọi người cần phải nên cẩn trọng trong giai đoạn sắp tới. Các cơ hội của thị trường là vẫn có, nhưng mà mọi người cần phải nên cẩn trọng. Cẩn trọng ở đây không phải là cứ lôi ra bán hết cổ phiếu, nhưng mà chúng ta cần phải quan sát rất kỹ. Nếu mà nó có dấu hiệu rủi ro thì mọi người nên tập trung và nên kiên quyết thoát hàng ra ngay. Bên cạnh đó, cái giai đoạn hiện tại khi mà thị trường vẫn chưa xác nhận bước ra khỏi 1280 thì ưu tiên của mọi người vẫn nên là đánh nhịp ngắn hạn. Nhịp ngắn hạn này mọi người hoàn toàn có thể giữ lại 30% lượng hàng. Nhưng mà nếu hàng đã về mà mọi người có lãi thì mọi người vẫn nên là tối ưu hóa lợi nhuận một phần của mình đi, và chỉ giữ lại đâu đó là từ dưới 30% hàng mà thôi, thì đó sẽ là mức
nắm giữ hàng một cách hợp lý, và nếu thị trường có giảm sốc thì mọi người cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thì đó là nội dung chính của video ngày hôm nay. Nhìn chung thị trường vẫn chưa xác nhận là giảm hay tăng. Hiện tại view của em vẫn có thể thị trường sẽ lình xình trong giai đoạn hiện tại, nhưng mà cái biến động của thị trường trong các phiên sắp tới sẽ rất là khó đoán, mọi người cần phải nên cẩn trọng. Hỗ trợ cứng sẽ là 1.255, thủng vùng này thì thị trường sẽ tiến về cái vùng sâu hơn, 1.200 là vùng mà trước mắt thị trường có thể hướng tới. Để mà bước ra khỏi 1.280 ấy, thì đẹp nhất là thị trường nên phải bước trong phiên ngày mai, cũng như là trong trước đầu tuần sau thì thị trường vẫn phải nên có một nhịp bứt phá mạnh mẽ. Thì đó là nội dung chính của video. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích, đừng quên để lại cho kênh Ichimoku Việt Nam một subscribe, cho video của em một like. Nếu mọi người cần một người tư vấn và đồng hành trên thị trường chứng khoán, có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.